Chân của đá vàng. Và bây giờ đã là bàn thắng cho Thang Quảng Ninh. Sau những nỗ lực dồn ép và tạo ra các cơ hội thì Pha Gan đã mở tỷ số. Pha ghi bàn đầu tiên trong mùa giải của Diego Pha Gan. Sau hai vòng đầu tiên của V-League, Pha Gan chưa ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên của Thảo Ninh ở quốc gia mùa giải này. Và cũng là pha ghi bàn đầu tiên của Pha Gan trong mùa giải 2020. Pha Gan áp sát cầu môn và lắc đầu đơn giản, hạ gục thủ môn Xuân Việt trong một tình huống mà hàng thủ của Nam Định đã tổ chức không tốt. Rafael Sơn. Chúng ta đang chứng kiến trận đấu Thảo Lửa, Lạch Chay và Thanh Hóa. Và trước đó là Vinh. Phần nào đó bị nguội lạnh thì Nam Định và Thoa Ninh đã nổi lên. Nếu như Thảo Ninh là đội bóng được đầu tư tốt thì Nam Định là đội bóng chơi đoàn kết, có bản sắc. Tình huống không có lỗi của cầu thủ Nam Định. Người đã chạy bóng với Jamie Lin là Đinh Văn Trường. Bác sĩ phải vào sân. Sân Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đang dẫn Sông Lam Nghệ An 1-0. Chúng tôi nhắc lại là trước đó Viettel đã thắng 2-0 trên sân của An Giang. Trận đấu sớm nhất ở vòng 16 đội quốc gia Bamboo Airways. Thẻ vàng dành cho Đào Nhật Minh. Như vậy mỗi bên đá có một thủ phải nhận thẻ vàng. Pha phá bóng của Lastro Neven. Diego Pha Gan. Và va chạm nguy hiểm. Cầu thủ 33 tuổi Diego Pha Gan đang thi đấu vị trí tiền đạo cắm. Jamie Lin là một trong ba vị trí hộ công phía sau Pha Gan. Ông Phan Thanh Hùng đang sử dụng Pha Gan và Jamie Lin giống như cách dùng Gonzalo và Samson ở câu lạc bộ Hà Nội trước đây. Từ khi Thảo Ninh có huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thì đội bóng này đã có một nét chơi ổn định, giống như gì mà ông Phan Thanh Hùng từng gây dựng ở Hà Nội TVT. Pha mở bóng của Văn Khoa. Rafael Sơn. Văn Khoa. Đánh đầu. Tỷ số trận đấu được đưa lên 2-0.
Một pha dứt điểm rất gọn gàng sau pha chuyền vào quá đẹp từ bên cánh trái. Tác giả bàn thắng là Jamie Lin. Bộ đôi cầu thủ người Jamaica của Thái Hoàng Ninh đều đã nổ súng. Không lâu sau khi Fagan đánh đầu mở tỷ số, Jamie Lin cũng đã kết thúc rất đẹp. Cái biệt được nhân đôi và lúc này đội chủ nhà có rất nhiều lợi thế. Lần này Fagan đóng vai trò kiến tạo. Đội chủ nhà ghi hai bàn thắng đều tính pha đánh đầu. Diego Fagan đã chuyền bóng rất chính xác. Bóng đi đúng vào tầm cúi người đánh đầu của Jamie Lin. Theo một tình huống mà hàng thủ của Nam Định đã tổ chức không tốt. Đúng là tại V-League thì các ngoại binh vẫn là một sự khác biệt. Lúc này ở trận đấu tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã gỡ hòa một đều. Rất nhanh, tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-2. Trận đấu diễn ra hết sức sôi nổi, ba bàn thắng được ghi rất gần nhau. Rất nhanh sau khi đội chủ nhà nhân đôi cách biệt, Nam Định lập tức rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Cao thủ Nam Định quyết không buông xuôi và đã đưa trận đấu vào thế rượt đuổi. Pha treo bóng rất đúng tầm vào cho Rafael Sơn. Liên tục những pha tấn công về cầu môn của hai đội. Trận đấu đã có 3 bàn thắng đều do công của các ngoại binh. Rafael Sơn là cầu thủ cao 1m85. Có thể nói bàn thắng của Rafael Sơn đến ở một thời điểm rất quan trọng với Dương Lam Hà Nam Định. Cầu thủ đã có pha chuyền bóng rất chính xác cho Rafael Sơn là Mai Xuân Quyết. Cầu thủ đang có phong độ rất tốt. Lê Sĩ Minh. Tỷ số trận đấu được san bằng 2-2. Có thể nói những phút điên rồ trong hiệp 1 trận đấu ở sân Cẩm Phả giữa Thái Hoàng Ninh và Nam Định. Tưởng rằng đội chủ nhà có hai bàn thắng rất gần nhau đã là một lợi thế vô cùng quan trọng. Tuy nhiên Thái Hoàng Ninh bất ngờ trùng xuống và Nam Định lập tức dâng lên, để rồi bây giờ tỷ số đã là 2-2. Một trận đấu rất cống hiến, đã có 4 bàn thắng.
thêm một pha ghi bàn của Rafael Sơn. Một pha đội đầu có cảm giác của Rafael Sơn. Bóng đi qua đầu thủ môn Tuấn Linh. Và thêm một lần chúng ta thấy khả năng tổ chức của Nam Định từ những tình huống cố định. Lê Sĩ Minh đã thực hiện quả đá phạt khó chịu. Ngoài Rafael Sơn.